dự kiến trong tháng 11, câu lạc bộ Quảng Nam sẽ trở về sân vận động Tam Kỳ thi đấu. Nhưng tới thời điểm hiện tại, mọi thứ vẫn còn đang rất ngổn ngang. Nhìn chung, mặt cỏ đang dần hoàn thiện. Tuy nhiên, quan sát bằng mắt thường, chúng ta có thể thấy một số chỗ vẫn chưa kín cỏ. Đơn vị thi công đang tập trung chăm sóc và bảo dưỡng, hy vọng sẽ kịp theo đúng tiến độ như đã cam kết ban đầu. Dự kiến trong tuần tới, đơn vị thi công sẽ tiến hành lắp đặt các ghế ngồi, các khán đài cũng như nâng cấp dàn đèn theo đúng tiêu chuẩn của VFF quy định. Vào ngày 20 tháng 10 tới đây, câu lạc bộ Quảng Nam sẽ có cuộc đối đầu với câu lạc bộ Hải Phòng ở cấp quốc gia. Trận đấu này câu lạc bộ Quảng Nam tiếp tục mượn và thi đấu trên sân Hội Xuân. Bạn nào quan tâm đến trận đấu thì hãy đến sân xem và cổ vũ cho câu lạc bộ Quảng Nam.